Thì cái chỗ em gửi lại là cái anh đó lại là anh quen biết với chồng em, nhưng á lại là giới thiệu em lấy số điện thoại em cho bạn thân của chồng em. Xong rồi bạn thân của chồng em mới nhắn tin em, nhưng mà tại vì anh đó nhắn tin cũng hơi cọc cằn nên em không có trả lời. Xong rồi anh ấy bảo kêu trời ơi mày dở quá, thôi đưa đây tao nhắn tao tán giùm cho. Thế là anh này tán giùm xong anh quen giùm luôn. Hết cái câu chuyện đó là bạn em biết không? Dạ biết. Hết tay trên đó. Giống như tàu hủ mà hết. Dạ biết. Thế là em vẫn học xong tới tối á, em về em mới nhắn anh ơi sao anh có người yêu mà anh nói dối em. Thì anh này không trả lời. Chưa được 5 phút sau là bạn gái này gọi điện cho em rồi. Rồi nói cái gì? Nó là em là ai mà tại sao quen bạn trai của chị. Cái mình kêu mình xin lỗi mình không biết. Thế là bạn nó cúp máy xong rồi mới bắt anh chồng em là phải gọi điện cho em nói lời chia tay. Anh chồng em cũng gọi ngay lúc đó luôn. Xong em vừa nhấc máy alo anh kêu mình chia tay nha, anh có mấy cái rụt. Trời ơi. Em chưa kịp ok luôn. Không, chào chị Hồng Văn và chào khán giả. Em là tên là Hà Mẫn Được, sinh năm 90. Dạ. Công việc của em là gì được? Dạ, em công việc của em hiện tại là làm tạo mẫu tóc ạ. Em là salon tóc ở thành phố Côn Tâm. Dạ, em xin phép em được chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Văn ạ. Em tên là Đặng Thị Thu Trang, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng ạ. Hai bạn là làm việc ở Côn Tâm hả? Dạ. Dạ. Ủa, là từ Công Tâm xuống đây hả? Dạ. Ồ, là mới xuống ngày dạ, sáng nay. Mới xuống sáng nay luôn. Dạ. Trời ơi, hân hạnh quá. Trước tiên là xin thay mặt chương trình là cảm ơn hai vợ chồng em đã coi như lặn lội từ ở Công Tâm về Sài Gòn để mà tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Bây giờ hai bạn kể cho anh nghe hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và không biết được ấn tượng về cô gái này đó là điều gì? Em ấn tượng về vợ em là điều vậy là cũng như một người con gái nói giọng dạng giống như đàn ông mà mộc mạc ấy. Mà hai đứa gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? Em thời đó học sinh mới học lớp 11 thôi, thì em có đi xe thời mà có đi xe máy điện á chị. Thế là em có gửi xe gần trường, thì cái chỗ em gửi lại là cái anh đó lại là anh quen biết với chồng em, nhưng á lại là giới thiệu em lấy số điện thoại em cho bạn thân của chồng em. Xong rồi bạn thân của chồng em mới nhắn tin em, nhưng mà tại vì anh đó nhắn tin cũng hơi cọc cằn nên em không có trả lời. Xong rồi anh ấy bảo kêu trời ơi mày dở quá, thôi đưa đây tao nhắn tao tán giùm cho. Thế là anh này tán giùm xong anh quen giùm luôn. Chà. Hết cái câu chuyện đó là bạn em biết không? Dạ biết. Hết tay trên đó. Giống như tàu hủ mà hết. Dạ biết. Rồi bây giờ hai đứa có còn chơi thân không? Dạ cẩn cẩn nha. Dạ anh bạn bè chơi mấy chục năm rồi mà. Dạ Rồi lúc mà lần đầu tiên em gặp chồng em thì em có ấn tượng gì? Em có thích liền không? Ban đầu là gặp anh đẹp trai lắm, là em gặp đẹp trai là em đã thích rồi, cộng thêm nhẹ nhàng nữa, thế là em thích luôn. Nhưng mà cái lúc đó là em đã có thích ai chưa? Dạ đó nè, có bồ luôn rồi. Lúc đó có bồ rồi. Mà lúc em có biết bạn này có người yêu không? Dạ không, chưa được 3 ngày là em nhớ cái nồi mình mới lớn á, mình bắt hai đầu tương tư á chị. Thế là mình trên lớp mình đâu có tập trung học, thế là cứ dở hình ảnh ra nhìn, mình chụp lén ảnh để mình nhìn á. Trời ơi. Cái bạn ngồi gần bàn em mới bảo là ơi ấy mình nhìn hình ai vậy? Em kêu là hình bồ tao. Thế đưa cho coi cảnh cơ. Chết rồi, đây có bạn gái rồi, bạn gái học bên lớp C2 á. Em kêu thật hả, xong rồi bắt đầu là tự nhiên em rung hết rồi. Thế là em vẫn học, xong tới tối á, em về em mới nhắn anh ơi, sao anh có người yêu mà anh nói dối em. Thì anh này không trả lời. Chưa được 5 phút sau là bạn gái này gọi điện cho em rồi. Rồi nói cái gì? Nó là em là ai mà tại sao quen bạn trai của chị. Cái mình kêu mình xin lỗi mình không biết. Thế là bạn nó cúp máy xong rồi mới bắt anh chồng em là phải gọi điện cho em nói lời chia tay. Anh chồng em cũng gọi ngay lúc đó luôn. Xong em vừa nhấc máy alo anh kêu mình chia tay nha, anh có mấy cái rụt. Trời đất ơi. Em chưa kịp ok luôn. Ủa nhưng mà lý do vì sao mà bồ của em lại biết rằng là em cua cô này? Dạ thì em nói. Ai nói? Em nói luôn. Dạ. Và sau đó em là người gọi điện thoại. Dạ. Chia tay luôn. Dạ. Trời ơi, rồi lúc mà em nói chuyện với bạn này là mình chia tay nhau rồi, sau đó cái cảm giác của em như thế nào? Thì thấy mình cũng tội lỗi vậy. Tội lỗi được bao nhiêu lâu? Dạ cũng ai nấy cũng thời gian lâu. Dạ thời gian lâu. Dạ. Rồi bao lâu thì mới gặp lại nhau? Thời đó em đi thi đại học vào tháng 7 của năm 2011 á, là em vào Sài Gòn thì vô tình á thì ảnh em ký có một số điện thoại lạ cứ nhắn cho em sáng, nhắn chúc em buổi sáng vui vẻ, trưa nhắn em thi sao rồi, rồi tối chúc em ngủ ngon. Mà em hỏi là anh là ai sao không trả lời, anh bảo là anh không nói tên được, em cứ nói chuyện với anh bình thường đi. Cái em cũng nói chuyện anh được một thời gian á, xong khi mà em thi xong em về quê á thì em mới nói là bây giờ anh nói tên thì em tiếp tục nói chuyện với anh, tại vì mình nói chuyện hàng ngày mà không biết anh là ai thì nó cũng hơi khó. Anh kêu bây giờ em hứa với anh một điều, nếu như mà anh nói tên á em không được cắt liên lạc với anh. Thế là anh nói tên anh Tám nè, anh ở nhà tên Tám á, cái em mới định tắt rồi. Mà nghĩ mình hứa vậy thôi anh nói tiếp đi. Anh tiếp cận em là có mục đích gì, vấn đề gì? Anh kêu không có gì hết. Xong rồi anh cũng nói chuyện với em khoảng được một tháng sau á, anh mới nhắn em một tin là em ơi, cho anh bù đắp lại em tất cả những gì anh đã tổn thương em lúc trước. Vậy đó. Rồi coi như là từ lúc đó là coi như là hai bạn chính thức quen nhau. Dạ. Quen nhau đúng không? Rồi sau đó thì là
cái mối tình của các bạn có được gia đình phẳng, có trơn tru không, có được gia đình có chấp nhận không? Dạ, cái thời gian đó em quen với chồng em được một năm thì về hôm đó là về quê chơi, thế là cái anh em mới thấy cái màn hình điện thoại em có hình để hình nền này, anh em mới bảo là bé có người yêu hả, em kêu đâu có, sao để hình nền, em kêu không phải đâu bạn, em bạn đâu để hình nền, cái anh em mới đi mét mẹ em. Cái mẹ em mới nói em chứ thôi bây giờ dắt nó về đây mẹ xem như thế nào. Em dắt về cái mẹ kêu thằng này nó cũng hiền, cho chồng về lễ phép lắm. Thì lúc mà chắc về là chồng em là nhuộm tóc màu vàng nha. Rồi xong rồi chồng em là có xăm cái tay cho tay nữa. Thế là em phải dắt đi nhuộm lại màu nâu, xong mua cái đồng hồ đắp vô đây nữa. Xong rồi em chuẩn bị quà cáp hết, em nói anh cứ đi về vậy đi. Cái xong cái về cái ban đầu mẹ em nhìn là thiện cảm, chồng em rất là lịch sự. Nhưng mà sau một thời gian á, mẹ em tìm hiểu thì anh này ảnh quậy phá, không đi học mà lì nữa, mẹ em không chịu. Thế là mẹ em bắt đầu ngăn cản, mẹ em nói là bây giờ là chia tay, con không thể quen được. Thế là mẹ em kêu bây giờ mẹ em bàn với gì của em làm ở trong phòng mà em không hiểu. Em nhớ là em đang ngồi bấm điện thoại, cái mẹ em kêu đi đi cái gì, cầm em một cái, em mẹ em cầm em một bên kéo lên taxi luôn. Em tưởng giả em đi đâu, em thế là bỏ lên thẳng xe khách luôn, cho em vô thẳng Sài Gòn luôn. Thì em mới có gọi chồng em, anh ơi cứu em chứ mẹ bắt em rồi. Thế là cái chồng em mới chạy xe tới gần tới xe rồi, chồng em mới núp sau cánh tường á. Cái em kêu là sao anh không ra, anh nhát quá vậy, sao anh không ra chặn xe lại cho em. Không được không được em ơi, là anh cứ đắng khóc khe vậy, anh khóc miết vậy mà không chịu ra chặn xe. Cái xong cái tới Sài Gòn xong cái vô ở trong nhà anh em á. Thế là mẹ em cũng mệt quá rồi, nhà em mệt rồi, em canh ngủ, em canh mẹ em ngủ, canh gì em ngủ, canh em ngủ rồi. Em đi chân không, em đi nhẹ 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 nhẹ. Em leo cái tường cũng phải 2 mét mấy. Em leo xong em nhảy xuống cái mương. Hồi đó mình cứ nghĩ là tình yêu mãnh liệt chứ mình không nghĩ tới tình cảm ba mẹ dành cho mình. Mình cũng không suy nghĩ gì hết. Cái em đi mà mình nghĩ là đi trên đường là anh mình sẽ thấy nè. Mình đi dưới gầm cầu, thế là em bò gầm cầu xong rồi em ngồi xuống gầm cầu em khóc. Thì vô tình có cái anh đó là ảnh làm cầu đường ở dưới đó. Ảnh kêu chị bị sao vậy, kêu là anh ơi anh giúp em với, em có chuyện rồi, anh cho em mượn điện thoại em gọi một cuộc thôi. Thế là cái ảnh mới cho em mượn điện thoại, tại vì điện thoại em ba mẹ em thu hết rồi. Xong cái cho em mượn điện thoại em gọi điện, anh ơi em trốn được rồi, em trốn được rồi, bây giờ em phải làm sao tiếp nữa. Thằng em mới kêu bây giờ em cứ lên taxi, em bắt tới cái địa chỉ khách sạn đó rồi mọi chuyện để anh tính. Thế là em mới nhờ cái anh cầu, bởi vì anh giúp em thêm nữa, anh chở em làm sao mà không đi đường cầu mà đi cái đường ở dưới để qua được cái phía bên kia bắt taxi, chứ lên cầu là anh em tìm ra liền. Cái anh chở đi cái đường ruộng đường gì mương á, anh chở đi qua xong lên bắt taxi tới khách sạn. Em mới nói anh là bây giờ cái em mượn điện thoại trong khách sạn đó, bây giờ anh không được nhắn địa chỉ em ở, cũng không được nói cho mẹ biết. Anh kêu anh biết rồi. Thế là chồng em lên xe đi vô Sài Gòn. Thì chồng em khổ nỗi là ảnh lo cho mẹ em á, là nhớ em hoặc là vấn đề lo lắng em bị cái gì, ảnh mới nhắn tin cho mẹ em, cô ơi con tìm được bé rồi. Có gì sáng mai con dắt bí về cho cô. Thì mẹ em lại nghe thế, mẹ em thấy là cái canh ở bến xe. Chồng em vừa tới cái mẹ em theo tới khách sạn luôn. Mà theo tới khách sạn là mẹ em không vô liền. Thế là mẹ em với anh em là phối hợp với công an phường vô kiểm tra khách sạn, đưa hình em ra công an. Thế là cái em với chồng em, anh ơi đi anh, nắm tay vừa bước ra khỏi cửa là hai anh công an mặc đồ công an là đứng ngay chỗ thang máy rồi. Em cứ đi thang bộ mà anh không nhận ra được em, tại vì trong hình nó khác, ở ngoài nó khác. Thế là em ảnh chạy vừa ra là 3-4 người quay lại chụp em rồi. Thế là dẫn về phường cái em xỉu. Cái xong cái anh ẩm đi bệnh viện. Cuối cùng mẹ em cũng hết cách, mẹ em kêu thôi đi giờ đi về. Đi về khách sạn rồi nói chuyện lại. Thế là đi về khách sạn. Trời ơi, một câu chuyện lâm ly bi đá. Rồi sau cái vụ đó là hai bạn là không có còn gì ngăn cách nữa đúng không? Xong một thời gian là mẹ cũng biết là hai đứa quen nhau là lâu nay không có chia tay. Với lại công việc anh cũng ổn định rồi, em cũng ổn định. Thế là mẹ kêu quen thời gian lâu quá, thôi cưới. Tụi em cưới nhau mấy năm rồi? Dạ được 2 năm. 2 năm rồi và vẫn đang rất là hạnh phúc đúng không? Mẹ em là anh em là người ngăn cản cái cuộc hôn nhân này. Nhưng mà sau khi cưới nhau về, chính mẹ em và anh em là người vun đắp cái cuộc hôn nhân này. Có nghĩa là tạo tất cả mọi điều kiện cho hai đứa em bên nhau làm ăn, phụ hay là chồng làm ăn hết tất cả mọi thứ. Đó thì vậy là được quá. Thì cái vấn đề ở đây á, thì tại chị muốn hỏi như vậy á, để cho trên cái sóng truyền hình này á, là nếu mẹ với anh mà có xem á, thì để mẹ với anh yên tâm là tụi em hiện giờ đang rất là hạnh phúc. Trước cái sóng như vậy nè, em hứa một lời cho mẹ với anh yên tâm là em cảm sẽ bảo bọc, ru mang vợ của em, lo cho vợ em tốt nhất có thể. Mọi mẹ với anh cứ yên tâm. Dạ, cũng về cái chương trình này con cũng gửi lời cảm ơn tới mẹ với anh hai là để tạo điều kiện mà giúp tụi con là đến với nhau. Con xin hứa với mẹ với anh hai là con sẽ vun đắp cái tình yêu, cái ngôi nhà nhỏ gia đình hạnh phúc của con là càng ngày càng hạnh phúc, để mẹ với anh hai là không có lo cho con mình, em mình và cháu mình nữa. Bây giờ là coi như là mọi chuyện nó không còn gì gọi là
khó khăn nữa đối với các bạn, đúng chưa? Dạ, dạ. Trong 2 năm đó ở với nhau, anh ấy có tật xấu gì lòi ra không? Tật xấu của anh nhiều lắm. Em với ảnh là ở với nhau trước khi cưới gần 8 năm. Ảnh chiều em cực kỳ luôn. Khi mà em đang ngủ với cậu em nói anh ơi nước, là anh có say ngủ cái này anh giật mình chạy xuống lầu đó nói với em liền. Nhưng mà khi cưới về mới có một ngày thôi, là chiều hôm đó cưới buổi chiều, sáng ngày mai buổi trưa em vẫn nhớ miếng rót cho anh miếng nước coi. Em quay lại em giật mình, anh nhờ em hả? Chứ ai nữa? Có nghĩa là em đang hoang mang rằng là hồi giờ anh chưa bao giờ trai em như vậy. Là thấy lúc đó mạnh lắm, ảnh mạnh lắm, còn bình thường quen em là yếu xìu. Em cũng đứng dậy đi rót, nhưng mà em nghĩ tí nữa tối mình chết. Tại vì bây giờ hiện tại cũng đang có anh chị ảnh ngồi đó. Sao em rót ra nước cái sao anh kêu dọn cơm em ơi. Ủa, em chưa lật kèo 180 độ luôn. Chưa được một ngày nữa. Lúc đó là bên nhà chồng đúng không? Dạ là lúc bên nhà chồng đó. Hình như nhiều khi cũng đang thể hiện hay sao. Rồi cái này là đang cái tiếng à. Cái tiếng Sài Gòn kêu bằng Việt Le đó. Dạ. Bây giờ phản kèo lại luôn. Dạ. Gọi cái gì đây nè? Ngày xưa là làm xiên cái gì cũng làm, nhà cửa quần áo làm hết, bây giờ làm biếng. Trời ơi cái nhà hơi dơ rồi đó nha, lo dọn đi, nói em vậy đó. Em quay lại liền, em kêu bây giờ hả, bây giờ anh giặt đồ đi, em quét nhà, em với anh bằng đẳng mà. Thế là anh kêu, vậy thôi để anh quét em giặt đồ đi. Rồi bây giờ tới được nè, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ là sao không nhiều, nói nhiều á, dạng như là nhai á, nhai một cái càm chuyện. Ràm. Dạ càm ràm. Nhai lại đúng không? Dạ, rồi? Nhiều khi là nhai em ngủ luôn. Nói, dạ, đang nói em ngủ luôn, không biết chặt kêu dạ nhai tiếp. Riết nhiều khi không nhai thì cũng... không chịu được á, quen. Rồi tiếp theo là tật xấu gì nữa? Em bây giờ đang làm cái công việc là làm tóc, dạ, đúng chưa? Rồi. Nhân viên cũng nhiều nè, dạ. Nam nữ đều có, dạ, đúng. Khách nữ cũng có. Bây giờ dạ. Cô ấy có ghen không? Giờ em là chùm ghen luôn. Chùm ghen luôn? Dạ. Thì giờ em làm tóc cho khách là khen à, tóc em để chỗ này đẹp đẹp thì là mình tư vấn khách họ làm xong dễ thương. Cứ tới sao khen dễ thương hoài vậy? Dạ. Rồi bây giờ còn gì nữa không? Dạ, chắc không có. Dạ. Rồi nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nên em thì cũng không có mong muốn vợ mình thay đổi gì hết. Dạ, vì là mình hai chồng đã cưới nhau, ở nhau 10 năm thì cái gì cũng hiểu nhau biết hết rồi. Em chỉ mong là ơn trên phù hộ để cho hai chồng em rồi cái sức khỏe rồi để lo vun đắp cái ngôi nhà nhỏ của tụi em vậy thôi. Mình còn không em? Có... Dạ, em chỉ muốn cho chồng thay đổi một điều rằng là bản thân con người mình nó cái sức mạnh nó vô biên lắm. Nghĩa là mình có thể làm được tất cả mọi việc. Mình đừng có tự ti bản thân là mình không làm được. Tại vì chồng em là có cái bệnh là chưa làm là nghĩ là không làm được rồi. Là có với cái bệnh lười thôi, còn lại là được hết á. Yeah. Có một cái việc mà vợ em nói á, về cái vấn đề mà cái sự tự tin của em á, là em phải phát huy. Cái vẻ ngoài của em, cái nhân dáng của em cũng giống như là cái tố chất của em á, rất là hợp với cái ngành nghề mà em đang theo đuổi. Thì chị nghĩ là em sẽ thành công. Mà thành em đừng có ngại. Vợ em mong muốn cái điều đó là quá chính xác luôn. Cho nên là chị chúc em á, là em từ sau đây, sau cái chương trình này bước ra á, là em nhớ là em trong đầu em lúc nào cũng phải nghĩ một cái câu là làm là em sẽ làm được. Khẳng định là em sẽ làm được luôn. Em cảm ơn chị. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc, tươi cười, thanh xuân mãi như thế này. Dạ, yeah. Cảm ơn hai đứa. Là Phan Quốc Sơn, em 31 tuổi, em là kỹ sư phần mềm. Còn em? Em là Trịnh Thị Thanh Thảo, em 30 tuổi, em là kế toán. Một người là kế toán, còn một người là kỹ sư phần kỹ mềm. Sư phần mềm. Ấy cha, vậy thì hai người gặp nhau và quen nhau như thế nào? À, dạ, 5 năm trước, hai vợ chồng là cùng đi sinh nhật của một người bạn chung. Thì mới đầu á, là em nhìn cô này thì em cũng thấy là khá xinh. Nhưng mà em không có dám cua tại vì em thấy là xinh quá đi. Sợ cua không có được thì thành là bỏ qua. Là sao? Thế cô vợ mình khá xinh nhưng mà sau đó em thấy xinh quá đi cho nên em bỏ qua. À, không giống như con cáo đi chùm nho vậy. Vậy thì còn Thảo thì sao? Dạ em cũng không có ấn tượng gì anh, tại vì anh này thì không có nằm trong cái gu của em. Tại vì bữa đó nhìn cái mặt thì còn ngầu ngầu vậy nè, mà cái tướng thì đi cà bơn cho nên là em không có thích. Tôi không hình dung mà được cái tướng cà bơn nó sao. Đi vô mà cái kiểu như bất cần đời á anh. Ủa rồi vậy thì tại sao hai người lại phải đến với nhau được hay? À, dạ thì do cái người bạn đó cũng sắp đặt đó là cho em đưa cô này về. Nói chuyện thì thấy cũng khá là hợp cho nên là sau một số lần hẹn hò đi uống sinh tố, nước mía, ăn chè này kia đó là bắt đầu qua lại với nhau luôn. Ừ. Tụi em đã lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, 4 năm hơn rồi chị. 4 năm hơn, coi như là yêu nhau với lấy nhau là được 5 năm rồi. Dạ. Đúng dạ. Không? Có nghĩa là yêu nhau là khoảng 1 năm hả? Dạ, khoảng 8 tháng á chị. 8 tháng rồi xong lấy nhau luôn tới giờ được. Vậy bây giờ đã cũng có 2 đứa luôn rồi. 2 đứa? Dạ. Như vậy có nghĩa là thời gian mà yêu nhau nó quá ngắn. Trong dạ. Khi lấy nhau cái là về là có con liền rồi, sau đó lại có liền một đứa nữa. Dạ. Thì thực sự là các bạn đã hiểu nhau chưa? Bạn cảm nhận vợ bạn là một tiếp người phụ nữ như thế nào? Bạn sâu sắc hay nông cạn? À, nói chung là không được sâu sắc lắm gì ơi. Dạ, cái đó chính đó là có nhiều sự em không chia sẻ được với vợ. À, em không chia sẻ được với vợ? Dạ. Ủa vậy thì mỗi lần có một người bất trắc, những cái gì mà khó khăn thì em chia sẻ với ai? Chia sẻ bằng gái cũ anh. Em
thì cứ líu lo về nhà nói chuyện với chồng, tâm sự với nhau để hiểu nhau hơn. Nhưng mà chồng cũng không thèm trả lời. Xong rồi nhiều khi em vô Face thì thấy cứ ngồi nói chuyện với bạn gái cũ. Cái điều đó thì em không có ghen tuông gì hết, nhưng mà cảm thấy rất là bức xúc và bực mình. Thì em nghĩ là nếu mà cứ tồn động cái tình trạng như vậy hoài á, là em sẽ bị ức chế nhiều, là em cũng sẽ có một cái hướng giải quyết khác. Mà lý do gì mà em không tâm sự được với vợ em mà em lại tâm sự với bạn gái cũ? Nói chung là nhiều khi vợ em cũng không hiểu hết cái con người em và cũng không có đủ nhạy cảm á chị. Tại vì tính em cũng khá là nghệ sĩ á, cho nên cái cô bạn gái cũ thì cô hiểu và giống như là chi kỷ hơn, chứ còn không có hề yêu đương tình cảm gì cả. Nhưng mà em tâm sự gì với bạn gái cũ mà em nói là vợ em không chẳng hạn được? Như là chuyện nuôi dạy con, cái bạn gái đó bạn rất là am hiểu và rất là dạy con, em thấy rất là khoa học, rất là đúng đắn, trong khi vợ em thì là lại em nói thì lại không hiểu, không nghe cái điều đó. Chẳng hạn như là bé được bao nhiêu tuổi thì chế độ dinh dưỡng là sao, cần dạy bé những tính cách gì, rồi và thì vợ em thì lại thiếu sót cái đó, mà cái người mà em tâm sự thì họ lại hiểu được cái vấn đề đó và họ chia sẻ được cái gì. Ví dụ như là chỉ có cái đề tài đó, tại sao em không tâm sự với mẹ em mà bắt buộc lại tâm sự với cái người bạn gái cũ? Dạ thì em cũng coi là bạn thôi à. Em có nghĩ là khi mà em làm điều đó vợ em sẽ bị tổn thương không? À thì em cũng tâm sự nhưng mà em đâu có cho vợ em biết đâu, tại giờ em thì cứ lục lọi cho biết thôi. Giống như là cái khoảng đó là cái khoảng không gian riêng của em trong cuộc sống thôi mà giờ em cứ thích là kiểm soát. Chồng em rất là ích kỷ chị. Ví dụ như cái thời gian mà em không đi làm, em có bầu em bé thứ hai á, em không có đi làm được. Xong mà chồng em á mỗi tháng đưa về có một cái số tiền nhất định cho em thôi, mà em tính ra với chồng em á là em nói là không có đủ tiền để chia sẻ để lo những cái trong gia đình. Nhưng mà chồng em lại nói là anh là muốn em là phải hùng vô trong đó để cho có ấy trong gia đình. Mà thật sự là thời gian đó em đâu có đi làm đâu chị, làm gì có tiền mà lo. Thì chồng em cứ nghĩ em là ăn xài như vậy, tại vì em chỉ trước mặt chồng em thì em mới ăn xài như vậy thôi, để cho chồng biết là vợ ăn xài như vậy là chồng phải tiết kiệm lại. Chứ còn bình thường em rất là tiết kiệm. Rồi chị hỏi nè, bây giờ là em đã đi làm rồi, bình thường rồi đúng không? Dạ, đi làm bình thường. Rồi chồng về có đưa tiền cho em giữ không? Dạ cũng đưa. Dạ giờ đưa hết luôn hả chị? Đưa hết. Bây giờ để chị hỏi một câu nè, em có yêu vợ em không? Dạ có. Bao nhiêu phần trăm? Cũng không còn được 100% như xưa, nhưng mà cũng 70-80% mấy. Lúc nào là 100%? Cái những cái lúc mà em cảm nhận được là vợ em là thích mình, chị em chăm lo cống hiến về gia đình thì lúc đó là... Còn cái lúc mà bà lớn tiếng với em thì còn bao nhiêu phần trăm? Lớn tiếng thì chắc còn 10-20% thôi. Tại vì lớn tiếng là ghê lắm, giống như con hổ vậy đó, trời hổ cái vậy đó, đầy tuổi cọp luôn mà anh. Thầy ghê, né từ cọp cái thì ghê. Còn nó gào thét ghê lắm, giống như là mất trí vậy đó. Không chứ là sao? Không tưởng tượng được luôn á. Em nói thử một cái tài chị không hình dung. Ví dụ như là anh điên à, bị câm à. Có bao giờ mà đang chở vợ ngoài đường mà vợ hét lên vô lỗ tai mà? Dạ, hét lên giữa đường. Dạ chưa bao giờ. Tự nhiên thì không có, nhưng mà ví dụ như có xung đột chẳng hạn, như đưa con đi khám bệnh mà bất đồng quan điểm cái gì là tự nhiên là đùng là đau to búa lớn luôn anh. Mỗi lần mà nó xảy ra em rất là dị ứng, tại vì em không có thích cái kiểu phụ nữ như vậy. Anh muốn hỏi em nè, chính vì những cái điều đó mà khiến cho em khó mà có thể tâm sự? Dạ chính xác, đúng là đó là một cái nguyên nhân lớn, tại vì ở giống như ở hai cái đường song song vậy đó, mà nó không có gặp nhau được, không có thể chia sẻ được. Em có thay đổi được? Dạ thì nhiều khi mình nóng quá rồi em không thể kiểm soát được, nhưng mà ngay sau đó khoảng 15-20 phút hoặc 30 phút nữa là em nói chuyện bình thường với chồng em. Nhưng mà chồng em thì lại không được, cứ ghìm với nhau vậy đó, cứ để bụng vậy đó, cứ ghìm nhau dữ hoài. Dạ ra là như vậy nè, vợ chồng hai bạn á đang ở trong một cái tình trạng mà tức là nó không có ở cái vạch mức an toàn đó nha. Cái mà em cảm nhận được á là vợ em không có hiểu em lắm. Cái em mong chờ là ví dụ như là vợ em có được sự nhạy cảm để hiểu em, là ví dụ em mong gì, em cần gì, chẳng hạn như là có thể đoán được những cái mà mong muốn của em về cuộc sống, về hôn nhân. Thì nhiều khi vợ em lại không hiểu, lại không, cho nên em không thể chia sẻ được. Chồng đó em là không cái khó có chia sẻ với em, làm sao em hiểu để em đoán. Bây giờ chị hỏi Sơn nè, nếu tình trạng vậy em nhắm là tụi em cầm cự được bao lâu? Dạ thì em cũng hy vọng là sau cái chương trình này thì vợ em là có được những cái lời khuyên và cô ấy có thể là hiểu được em hơn, cũng như em á là em có thể thay đổi được tốt hơn để cho hai đứa nó có thể là tâm đầu ý hợp hơn. Em nói chung là bây giờ hiện tại em cảm nhận được là tụi em có khoảng cách rất lớn, bởi vì chồng em không hề tâm sự với em mà, thì em cũng cảm thấy là buồn. Cái ca này khó à nha Thuận, chứ không có đơn giản đâu nha. Cái đó là chị nói thật. Bây giờ vậy nè, bởi vì cái cá tính của tụi em cũng giống như là một cái quan điểm về cái cuộc sống á, về hôn nhân của tụi em nó tương đối là khác xa nhau. Chồng em cái cảm xúc nó tới và nó lắng lại chứ nó không có tan đi, còn em lại là khác, cảm xúc nó ập tới em bộc ra và nó hết. Em hiểu không? Ví dụ ngày hôm nay cái hình ảnh mà đập vào mắt chồng em, cái chuyện mà giống như em sừng sổ em nói là 400 hả, nhớ hoài không có phai đi được. Chị nói em nghe, nhiều lần như vậy nó cứ giống như nước nó lóng phèn á,
nó không có delete đi được, đúng không Sơ? Bởi vì sao? Chồng em á, thuộc loại lãng mạn, thuộc loại sống nội tâm. Còn em là tiếp phụ nữ rất là bộc trực, rất là mạnh mẽ. Em bực là em phải nói. Ví dụ tôi không thể đón ý anh được, tôi lo cho con, tôi đi làm, tôi không thể có thời gian tôi đón ý anh. Anh muốn gì anh phải nói ra với tôi. Còn anh không nói ra, anh làm những cái chuyện ấy là tôi bực, tôi phải nói. Tôi phải la lên, không là tôi chết. Hai cái tâm hồn của tụi em nó có một cái khoảng cách như vậy. Thì chị nói ví dụ như vậy, em muốn chia sẻ, em đừng có chia sẻ với bạn gái cũ hoặc là những người bạn gái mới. Em có thể nói chuyện với chị, có thể nói chuyện với anh Bin. Em hiểu không? Vật là một người bạn trai nào mà thấu hiểu em nhất. Chị nói ví dụ, hoặc một bà chị nào đó. Là chị nói ví dụ vậy. Đừng nói chuyện với bạn gái. Em biết lý do tại sao? Không phải là vì sợ vợ em biết đâu, mà khi em nói chuyện với người bạn gái cũ thì em nói tự nhiên em thấy, ôi trời, cái người bạn gái này, tại sao mình để mất đi một con người này? Trong khi tại sao mình, cái sự chọn lựa không phải là cô ấy mà lại là cô này. Em lại có sự so sánh, và cứ mỗi một sự so sánh đó là em lại càng cảm thấy cách xa vợ em hơn. Em phải chọn cái đối tượng để em tâm sự, cái đó là chị khuyên. Còn về phần em á, em thay đổi cái cách mà đòi hỏi chồng em tâm sự với em đi. Thứ nhất, bây giờ mình bớt nóng tính. Thay vì em nói là anh phải thế này, anh phải thế kia, tôi không muốn như thế này, tôi không muốn như thế nọ, em đừng có nói cách đó nữa. Em nói cái suy nghĩ của em. Em buồn, em cô đơn, em cảm thấy dường như là ông xã không còn thương em nữa. Tại sao em lại không đủ để mà có thể chia sẻ với anh, tâm sự với anh giống như hồi mình yêu nhau vậy đó. Thử đi, chị nói bây giờ tụi em phải dùng phép thử đi. Để làm chi? Để cứu vãn cái cuộc sống hôn nhân này. Chị hy vọng rằng sau cái chương trình này á, khi mà em đã thấy cái giọt nước mắt của vợ em sắp trực trào ra rồi đó, thì em sẽ thấy rằng là cái ức chế của vợ em cũng nhiều lắm. Nhiều lắm chứ không phải không. Mà với một cái người nóng tính như vậy á, không trào ra mới là lạ. Em hiểu ý chị không? Cho nên rằng á, là khi nào em buồn đi, em điện thoại chị nói chuyện với em, sẵn sàng chia sẻ với em nửa tiếng, một hồn tiếng cũng được. Hoặc là anh Bin. Về thử đi nha. Chúc tụi em vượt qua được cái giai đoạn này nha. Chị nghĩ trong chuyện này Sơn phải là người chủ động đó. Hứa không? Dạ. Ok, xin cảm ơn hai bạn. Chú rể cũng tươi luôn. Dạ. Ê, xin mời hai bạn hãy giới thiệu thật ngắn gọn về mình. Em là tên là Lê Bá Phú à. Em năm nay 27 tuổi. Nghề nghiệp em là buôn bán. Anh giới thiệu về mình. Dạ, em là Trúc Linh, 24 tuổi, ở nhà làm nội trợ. Linh với Phú là gặp nhau là trong một cái trường hợp nào? Lãng mạn, lãng nhắc hay là lãng xẹt? Chắc lãng xẹt á. Đâu gặp nhau đâu mà lãng xẹt vậy? Tụi em cũng biết nhau từ hồi nhỏ. 10, 11 tuổi là tụi em đã gặp nhau rồi. Nhưng mà lớp 11, 12 lúc đó mới chơi thân. Rồi cái vô tình đó là em kéo xe. Cái thời gian đó là mới kêu ảnh là đưa rước chở đi học, rồi dìu lên lầu, rồi chiều xuống vậy đó. Sau thời gian cái em thấy ảnh cũng được. Ủa, nhưng mà vậy đâu phải là lãng xẹt đúng không, mà là lãng mạn chứ. Cái chuyện tình này là lãng mạn chứ đâu có lãng xẹt. Mỗi lần mà Linh đi học cái là em vô nhà chở Linh đi học, từ lúc cái vụ cái xe đó cái là xong hai người mới nảy sinh tình cảm. Tại lúc Linh vừa hết 12, Linh định là đi học đại học mà nghĩ nó thôi giờ hả, ở nhà lấy chồng luôn, tại nhà cũng có buôn bán chi nọ sẵn hết rồi, khỏi phải đi học mất công. Nhưng mà nè, lúc đó là trong bụng của em á, là có muốn cưới cô này liền không hay là gia đình thúc ép? Muốn cưới liền luôn à. Do muốn là có phải là do em sợ là cô này cổ lên đi học đại học mà cổ gặp một cái người khác không? Đúng rồi, sợ cái vấn đề đó nữa à. Chị hỏi là thấy khuôn mặt của Linh có vẻ hơi đăm chiêu khi mà chồng nhắc tới cái chuyện mà lấy chồng sớm đúng không? Nhớ có cái câu mà lấy chồng sớm làm gì để lệ rơi em buồn. Có buồn không Linh? Dạ thì cũng không buồn lắm, tại vì ở nhà có cơ sở sẵn thì cũng em nghĩ là cũng không nên đi học làm gì. Chứ lấy chồng rồi em thấy cũng mãn nguyện lắm nên không có cái gì gọi là buồn. Sao không có buồn? Bây giờ em đang rất là mãn nguyện với cuộc sống của em hiện giờ. Đôi khi cũng hối hận, cũng muốn đi học tiếp lên. Nhưng mà máu ghen dồn lên não nên không có đi học được, sợ bốc khói thì cháy luôn. Nhưng mà bây giờ thì hai bạn là đã có được dạ có baby bé rồi ạ. Mấy bé? Dạ có hai bé. Định bé nữa không? Dạ không ạ. Hai đứa là đủ rồi. Quá đủ rồi đúng dạ. Không? Dạ. Rồi, các bạn lấy nhau là quá sớm. Dạ. Vậy thì có khi nào mà khiến cho các bạn vỡ mộng về nhau? Dạ có, vỡ mộng nhiều lắm chứ. Đôi khi em cảm thấy là không được chia sẻ quan tâm nhiều. Rồi cái mâu thuẫn nó nhiều, cái đồng cảm nó cũng ít đi nữa. Ảnh thì ít chia sẻ, ít quan tâm lắm. Giả dụ như là có một cái chuyện gì đó thì ảnh nói với em đi, thà là ảnh nói ra thì em cảm thấy dễ chịu hơn. Còn đây ảnh không nói, ảnh im. Mà thì im luôn đi, không đi nói với người khác. Em cảm thấy tủi thân chứ, vợ mà tự nhiên không đi nói, đi nói với bạn. Giống như là mình thương một người bạn nhé. Rồi không quan tâm vợ, ảnh vô tâm lắm. Ảnh cái thú vui của ảnh là cái gì? Ảnh mê vợ, mê con hay là mê những thứ khác? Ngày xưa á, lúc mà mới cưới em có bầu đứa nhất á thì mê game, bắt đầu chơi game lại. Trời ơi, mở tiệm phụ tùng đồ là hoành tráng lắm vậy. Quá trời hả? Luôn. Ở trong dạ. Game hả? Không không. Ở ngoài á tụi em mở cơ sở làm ăn, mở tiệm phụ tùng lên á, đồ xe đồ quá trời luôn. Hoành tráng lắm. Rồi xong rồi chơi game. Có bao giờ mà em bị mất đồ chưa?
Dạ, vừa chưa bán đồ vừa chơi game rồi này kia nọ, mất chưa hay là mất rồi giấu? Không, cái đó thì em làm đó là có hai người, em với một anh kia phụ. Mà em nghiện game dễ gì anh kia không nghiện, hai ông mỗi ông bấm cái rồi cái không, anh lấy. Kia thì không nghiện vậy à. Tại vì ảnh lớn à, ảnh 30 anh chuẩn chạy lớn còn thấy. Ủa sao em mê vợ em lắm, em mới đòi cưới gấp vậy, tới chừng em lấy người ta xong cái em nghiện game hơn vợ là sao? Thì cũng hơn vợ mà, thì cũng có phần nghiện game. Cái đợt đó vừa nghiện game quá, cái là hai đó vợ dặn vợ dặn cái vợ dắt hai đứa con đi xuống dưới Đại Nam chơi, làm ở nhà cả đình kiếm quá trời luôn. Thấy ảnh ngồi chơi game không có để ý gì tới con cái hết, cũng buồn cũng tủi thân, buồn quá đi luôn. Cái từ đợt đó về xong cái là hứa với vợ là hả từ nay hả nghỉ game không chơi nữa. Nó cái là đầu tư tiệm lại là hả làm tới bây giờ nghỉ game luôn. Rồi ở trong gia đình á là quản lý kinh tế chắc là em đúng không? Dạ. Vậy thì vợ em ở nhà có tính toán gì lắm không? Bây giờ nói tóm lại là về này, cái người làm ra tiền là em hay vợ em? Người làm ra tiền thì là em rồi, với phần là nhà có mũ. Tụi em mũ có thu nhập nữa, em có thu nhập riêng. Là cứ bao nhiêu về cho vợ lo cho hai đứa con. Đó có nghĩa là em làm ra tiền nhưng mà em phải nộp lại cho vợ em. Không không em không nộp chị. Không nộp. Không, không quản lý kinh tế mà là phải nộp chứ. Ảnh làm tiệm của ảnh á là xong rồi ảnh nhét túi của ảnh luôn. Rồi ảnh nói là tiệm của ảnh làm lời ra mua đồ vô thêm thôi, không phụ kinh tế. Rồi không có đưa tiền gì cho vợ hết. Thì không có đưa gì, dù lâu lâu mà vợ mua cái gì đó thì em mua. Bao nhiêu mạnh ai người đó xài. Dạ. Vậy sao kêu bằng quản lý kinh tế được? Em vậy là em là cái người gọi là gì? Chi tiêu quán xuyến trong nhà thôi chứ không phải quản lý. Quản lý lại phải quản lý luôn cả kinh tế của chồng nữa thì mới em gọi cũng là quản lý lắm. Sao em không đặt vấn đề với chồng? Sao em vậy? Khó đặt nhưng mà tại vì anh không chịu, anh không thích vậy. Nhưng mà có bao giờ chỉ vì cái chuyện đòi hỏi như vậy mà hai vợ chồng tranh cãi với nhau? Có chứ. Trời ơi, tranh cãi. Ví dụ tranh cãi với lộn. Câu chuyện mà cãi vã mà thậm chí là rất là lớn xảy ra. Ví dụ mà ảnh làm xong rồi ảnh đưa cho em giữ, thì em cũng biết là tiền đó là để anh đầu tư thêm tiệm, là em đâu có đụng tới đâu, em chỉ giữ thôi để cho biết mình cũng là vợ như người ta, chồng về đưa tiền đúng không? Nhưng mà anh không chịu như vậy, em cảm thấy một tuổi thân rồi, ức chế rồi, áp lực đủ thứ trơn á, nên anh đôi khi tức mà nói ảnh thì ảnh không nói lại, anh cứ làm lầm lì mà thà là nói trước mặt em đi không đi lèm bèm lèm bèm lèm bèm lèm bèm lèm bèm tức lắm. Em nói anh không nói gì anh dùng thái độ rồi em bây giờ cũng dùng thái độ, em không nói nữa em lại em đập chiếc đập đồ xả chiếc nữa đỡ lắm. Có. Nhưng mà ví dụ như em không quản lý á, thì em cũng phải biết là như một tháng về chồng em á, doanh thu được bao nhiêu, lời bao nhiêu. Dạ, nào cũng chắc? Cũng ít tùy theo có khách nhiều hay là có khách ít nữa. Nhưng mà em có biết không? Dạ cũng biết sơ sơ rồi. Tức là chồng em vẫn báo cáo về thu nhập đúng không? Dạ không, em tự biết em tự tìm hiểu. Còn cái việc của em có báo cáo với chồng không? Dạ có, chi tiêu hai cái gì nhỏ nhặt có là em ghi vô một cuốn sổ hết. Cái tiền dù tiền kia về em đi cho vợ, mỗi lần vợ chi tiêu là vợ cứ ghi vô giấy. Trời sao bất công vậy? Mình bị tay nắm mà mình không nhưng nắm mà, người ta. Nhưng mà em không có bắt buộc là phải làm như vậy. Anh muốn hỏi là có cái chuyện gì mà xảy ra giữa hai vợ chồng mà khiến em uất ức không? Có, chuyện con cái, mỗi lần em giáo dục con thì anh cứ binh, có ba mẹ chồng anh cũng binh. Nó tạo lên một cái sự áp lực cho em á, giống như là em là ngược đãi với con. Mà thường em giáo dục con em có đánh không hay là ngược? Có đôi khi bé không ngoan mà bé em cảnh cáo bé hai ba lần mà bé không ngoan về một chuyện đó thì em sẽ đánh. Nhưng mà ảnh thì không đồng ý đánh đúng bình không? Dạ. Nhưng mà cái ảnh vấn đề nhỏ thì la không lắm. Nhiều khi cái mẹ Linh nóng tính quá cái là hả đánh con vậy. Nó cũng còn nhỏ mới có hai tuổi mấy ba tuổi rồi cũng chưa biết mấy. Mà chị hỏi là bây giờ cái mâu thuẫn lớn nhất của hai vợ chồng em ở cái thời điểm hiện tại á là nó là cái gì? Vô tâm lắm chị, không để ý gì tới vợ hết á. Ví dụ vợ mình thích cái gì, muốn cái gì thì không biết đâu chị. Nãy giờ là chị thấy là qua cái cách nói chuyện là thấy ông chồng nhiều cái tánh xấu quá. Quá trời luôn rồi chị. Bây giờ thấy. Còn vợ em có tính gì xấu không vậy? Rất là đàng hoàng, lấy chồng xong là em rất là yên phận. Không được nói trước nghe. Không được dặn. Cái này để đối tác. Để đối tác nhận xét. Vợ em thì như thế nào? Vợ em là hay khó chịu với cọc cằn. Cái đó là cái xấu nhất của vợ đó hả? Vậy em còn rất ức cái gì mà vợ em không thì em nói đi. Vậy chứ chị thấy em kêu bằng nó là chị biết em ức nhiều lắm rồi đó. Em ức dữ lắm rồi đó. Cái đó lắm á. Cái từ nó nghe nó không hay tí nào cả. Cô ấy cũng ấm ức lắm đó. Thôi thì hãy đụng đụng nhau, phải không? Và hãy xưng hô một cách gì đó, dụ như em ấy hay là cổ gì cũng nó đỡ hơn cái từ nó. Từ nó nghe thấy nó như thế nào đó, nó không hay. Thôi bây giờ vậy đi, hỏi em muốn chồng em nói em là cái gì? Dạ cô ấy à. Cô ấy không, bình thường thì em nói chuyện cũng nghe kêu bằng vợ. Nhanh thuận là anh gọi vợ anh là vợ yêu á. Trời ơi, vợ yêu của em đó chị. Trời ơi, vợ yêu của em. Vậy đó chị, đó là vợ yêu. Cái nó hay mà đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Quan tâm tới vợ tí xíu, okay. Chia sẻ tới vợ tí xíu. Thôi con em vợ chịu bớt cọc cằn đừng có khó tính quá thì dạ. Phụ bả đi thì đừng dạ. Kêu bả là vậy đi, bả cái bớt cọc cằn đúng không? Đúng rồi ạ. Chị thấy nè, tụi em á, hai người gắn kết với nhau bằng những cái ngày dài á, là đưa nhau lên cầu thang rồi dìu nhau xuống cầu thang, nó là một cái gì đó rất là lãng mạn. Rồi sau đó thì vợ em á, đã hy sinh là không có đi học đại học, ở nhà làm em hy sinh nhiều lắm.
rồi đẻ cho em hai đứa con đó. Và bây giờ thì cô ấy tự lực về kinh tế, thì theo chị thì em có một người vợ gọi là hoàn hảo, thì chị nghĩ rằng em nên giữ cái cuộc sống gia đình này và làm cho nó tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Còn riêng về hai đứa, chị thấy nè, hai người đã có chung hai đứa con rồi thì bây giờ phải có chung về kinh tế nữa. Em chia sẻ với vợ nó, Cưng ơi, tháng này anh lời có 1 triệu à, đi làm về đưa em 1 ngàn em cũng vui. Không, đó là chị nói thiệt mà, tâm lý phụ nữ, bà xã cầm đỡ đi cho tháng sau anh bù, ví dụ vậy ha. Thì đó là cái góp ý thêm của chị. Còn về phần em á, là chị mong em là với con của mình á, em đừng đánh nó. Đúng rồi, cái đó em tội nghiệp lắm, tại vì đánh nó không bao giờ nó hiểu được mình muốn cái gì ở nó hết trơn á. Dạ. Mà mình phải nói để nó hiểu là mẹ cần con làm này, mẹ cần con làm kia, thì cái điều đó nó sẽ cảm nhận một cách trọn vẹn nhất và nó sẽ nhớ rất lâu. Dạ. Còn cái đánh á, là em trực tiếp em vô nó cơ thể, cái đau á, bản năng cái sinh lý của nó bị đau là nó không nghe được những gì em muốn nó. Đúng rồi, nó hiểu em muốn cái gì luôn. Đã anh nói cho nó khóc xong rồi nó đâu biết thì đó, nó đâu hiểu em muốn cái gì nữa. Thì hai cái đó là hai cái chị góp ý thêm cho hai bạn. Mặc dù hai bạn không mong muốn thay đổi điều đó, nhưng mà với chương trình hoặc là với riêng cá nhân chị cảm thấy là hai bạn phải thay đổi cái điều đó. Thì hạnh phúc các bạn sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều. Xin cảm ơn hai em. Wow, đúng nghĩa là ngồi đi, ngồi đi. Con chào cô Vân, em chào anh Tư. Anh chào cô, chào anh. Ngồi chắc vô nha. Dạ. Trời ơi, đây là một người phụ nữ dễ vỡ, mong manh nè. Người ta đang gọi là không phải là đi một mà là đi hai người đó. Hai người, em nhìn em nghĩ rồi. Trời ơi, cưng quá vậy. Mấy tháng rồi con? Dạ, trước khi con trả lời câu hỏi cô thì cho con xin được xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là Phương Trinh Jolie. Và hôm nay thì mình đến cùng với ông xã của mình là Lý Bình. Cũng xin chia sẻ cái niềm vui là Trinh hiện tại là đang có em bé 23 tuần. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Và hôm nay thì rất là vui khi mà được tham gia cùng với chương trình. Xem chương trình này cũng rất là nhiều rồi, mà hôm nay thì vui lắm khi mà được gặp lại cô. Từ chương trình lâu lắm mà mình thi Bolero hả cô ha? Đúng rồi, đúng. Còn anh Tuyên thì hôm nay lại có duyên với anh. Tại mình em nghĩ là hồi nãy ngồi phía sau sân khấu thì nghe nói về anh Mr. Bean. Đó thì cũng có nghe nói là ảnh đang phải làm một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Đó, thiên liêng đó. Dạ, đó. Em cũng xin chúc cho anh Bean là sẽ thành công trong cái nhiệm vụ của mình. Cho Trinh xin được bổ sung là họ tên đầy đủ cúng cơm của em là Nguyễn Ngọc Phương Trinh. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố, lúc đó là gọi là thị xã Long Xuyên thôi, nhưng mà hiện tại là lên thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. Em vừa tròn 35 tuổi. Đó, hiện giờ. Hiện giờ là công việc hiện tại. Công việc hiện tại của Trinh thì trước đây mọi người biết tới Trinh là một diễn viên và ca sĩ, và Trinh có kinh doanh thêm về mặt hàng mỹ phẩm. À, cảm ơn Trinh, bây giờ qua tới Bình đó. Dạ, chào cô, chào anh Tiên. Xin chào quý vị khán giả của Vợ Chồng Son, mình là Lý Bình. Công việc hiện tại là diễn viên, quê quán ở Vĩnh Long, hiện tại là 32 tuổi. Nghĩa là giờ hai vợ chồng đều là buôn bán kinh doanh chung với nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Giờ chắc đi đâu cũng giống như là một đôi sam, đâu có tách rời nhau được. Chị thấy em xin phí anh Bin không? Số đầu tiên ngồi ngay cặp vợ chồng đầu tiên đang có baby luôn. Mà chị mong là sau đây em cũng sẽ báo tin vui. Nhiều khi em ở đây em chúc người ta không có, nhưng mà em ngồi cái ghế này tự dưng về vợ em có bầu. Thế thì tuyệt vời quá. Có đang mong muốn không? Dạ, thật sự em đang mong muốn. Bin ơi, Bin ơi. Nhả bía anh luôn, nhả bía luôn. Dạ. Bình là Trinh cho anh Tiên, là tất cả quý vị khán giả biết, thì cơ duyên sao mà hai chồng biết được với nhau và tình yêu bắt đầu chớm nở vậy? Thật ra thì hai đứa gặp nhau trong một cái tiệc sinh nhật đó cô. Thì con có một người anh, thì người anh nó cùng quê ngày xưa là một người khách hàng mời con quay quảng cáo. Thì xong rồi cái anh đó là bên khách hàng, nhưng mà phát hiện ra là hai anh em cùng quê, cùng ở Vĩnh Long, cho nên là Tết rồi cái có dịp gặp nhau ở quê, cái nói chuyện cũng thân rồi, kiểu như cùng quê cho nên kiểu mình cũng quý, mình cũng thân nhau hơn, nhanh hơn. Thì anh đó ở Sài Gòn rồi cái ảnh cũng chơi với Trinh, thì lúc đó con mình biết Trinh thôi nhưng mình chưa gặp ở ngoài. Thì trong cái hôm đó ảnh tổ chức sinh nhật thì ảnh mới rủ qua tiệc sinh nhật của anh chơi. Thì ảnh không nói qua gặp ai hết, mình chỉ qua chơi với chủ nhân buổi tiệc thôi. Thì lúc mà qua rồi thì mới gặp không biết có Trinh. Thì lúc đầu thì mình thấy mình biết người đó thôi chứ mình đâu có biết là người đó sao, đúng không? Dạ đúng rồi. Cảm xúc của con mà con vừa mới thấy Trinh một cái là lúc đó con sao? Máu nó sôi lên.
rần 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 hay là như thế nào? Thật ra thì mình thấy mình biết giống như kiểu như nghệ sĩ gặp gặp nghệ sĩ thôi, như là biết nhau trước đó, đúng rồi, là chính cũng là ca sĩ, tất nhiên mình đã biết cái người đó trong lĩnh vực trước rồi, nhưng mà mình chưa gặp ngoài đời, mình không biết nữa sao mình gặp ồ wow cô đó vậy, đúng rồi, xong rồi mình nghĩ là có đạo được không? Đâu đâu phải gặp phải đạo được được anh. Có nghĩ người phụ nữ này phải tương lai là của mình không? À, không, hay là bình thường hết đó, lúc đó đâu dám nghĩ, giống như mình gặp một cái người trong nghề thôi, thì mình nghĩ ok, người gặp đồng nghiệp trong nghề thì cái này cũng là đồng nghiệp mà làm nghề trước mình rất là lâu rồi, thì coi như là đàn chị rồi. À, vậy lúc đó gọi chị hay là gọi Trinh? À, lúc đó đi chơi chung thì gọi Trinh. Dạ, không gọi chị. Hổng nha, thời gian mới biết phải gọi ta là chị. Thật ra thì mình gặp thì mình thứ nhất là mình thấy mình có thích mắt đó. Mình thích mắt, nhưng mà thường á thì mình thấy là mình thích mắt, mình thấy mình cũng không có cái cảm giác cách biệt nhiều quá. Cách người đó nói chuyện không có cách biệt nhiều quá thì mình sẽ xưng tên. Còn giống như người đó ngay từ đầu người đó phân biệt rõ ràng luôn. Chị với em thì ok, mình chị với em. Còn không thì ai cũng muốn xưng tên với nhau để chơi vui vui vẻ cho thoải mái, thì mình bắt đầu mình xưng tên thì nó cũng thoải mái hơn. Em nhớ đó rồi, em kêu anh là anh luôn mà, đâu có xưng tên đâu hả? À, như anh em luôn đó. Anh nhớ là lúc đầu kêu tên trước, phải không? Rồi xong hồi xỉn quá rồi anh em. Thì cái thời gian xỉn đó nó cũng nhanh nè, không có lâu đâu. À, bữa tiệc đó chừng bữa tiệc đó chỉ chừng 2 tiếng á, thì là 1 tiếng đồng hồ nó xỉn rồi. Có nghĩa là ngã nhẹ nhanh quá. Còn Trinh sao lúc đó cảm xúc của con với Bình? Thì lúc đó con gặp á nha, đấy, cũng ngon đó, cũng ngon đó. Nhìn đó cũng kiểu xích bắt sáu muối rồi đó. Tại vì con thì con rất là thích tập gym. Cái thời gian đó thì con tập gym thường xuyên luôn, hình như hầu như là mỗi ngày đều tập luôn. Mà vô ra cái thấy Bình á thì chắc là cũng có chơi thể thao rồi, cũng có hỏi anh có Bình có tập gym không, hỏi là sở thích như thế nào. Xong rồi cái Bình tâm sự là anh tập gym hình hầu như là mỗi ngày. Ôi hợp quá, ê gì nữa ngày mai mình đi tập gym chung đi. Đó thì cũng mở lời vậy. Xong rồi cái từ cái mình thấy nói chuyện cũng vui. Mà con một cái là tính của con này con không có thích đẹp trai, hồi lúc bây giờ bạn trai của con hay là những cái người mà gọi là con quen á, con không có quan trọng vấn đề là cái ngoại hình ở ngoài, mà cái người đó để lại cho con cái ấn tượng á là phải là cái tính cách, với lại là nói chuyện với mình có hợp hay không. Tại vì con nghĩ là nếu mà quen mà trời nói chuyện 1-2 câu mà không hợp thì thôi chán lắm. Mà nói chuyện 10 câu là ông làm con cười hết 9 câu rồi. Tức là hợp cái gì đúng không? Dạ, con nói chuyện với mình rất đó. Là hợp đúng hợp dữ lắm. Cái ấn tượng của con là cái người mà đàn ông làm cho con cười nhiều và con khoái. Rồi là xong. Coi như làm ấn tượng của con về Bình rất là tốt. Dạ, rất là tốt. Vui, rất là đáng yêu. Dạ. Bình thì cũng vậy. Bình thì nói dùng vắng vẻ hơn. Cô này nhìn cũng được mắt đó. Đẹp thì nói đẹp, được mắt là cái gì? Hiểu không? Đẹp. Cô này rất đẹp. Nói chung là Trinh á là nếu mà dùng từ xã hội là cũng ngon á. Như là em nói không? Ngon, anh này ngon. Thôi bây giờ sau cái tiệc sinh nhật đó thì tiến triển sao nữa? Và nụ hôn đầu tiên mà hai bạn đến với nhau là trong tình huống như thế nào? Lúc đó cũng gần Tết á. Hình như là cũng trước Tết có khoảng 1-2 tuần gì đó thì hai đứa đầu mới hẹn nhau đi tập gym, đi coi phim. Coi phim trước. Đi coi phim trước. Con được cái là con không có nhớ rõ dữ lắm bằng ông Bình. Con là có sao nói vậy người ơi đó, cho nên là dạ. Cũng hỏi con là vậy đó. Sao bữa đó đi coi phim trước là ăn trước hay là hôm đi đó trước? Là nếu mà gọi là đi hai đứa đó là con đi coi phim trước. Hẹn đi coi phim. Phim gì? Dạ, phim Báo Đen. Báo Đen. Dạ, ngồi ở ghế đầu tiên hay ghế cuối cùng Bình? Ngồi ghế giữa cơ, ghế giữa cơ. Chưa. Là ghế cuối cùng chứ hả? Trời ơi, đâu có tại vì hồi lúc đó là cách đây 5 năm là mấy rạp khác chưa có hot đâu, lại là ở cái rạp Bitexco, đi coi rạp Bitexco. Mà rạp Bitexco là ngày xưa là con làm shop vé đó. Bởi vậy mình biết, mình làm, mình vô, mình gặp người ta hoài trong đó. Nhiều khi mình gặp tùm lum người, cặp vô đó mình thấy trời ơi, vô chỉ có phim thôi chứ có làm cái gì khác được. Vô gặp chứ làm gì khác, nó quay lại hết. Múa gì luôn. Hai đứa thuần múa mày, thuần tí coi phim thôi, bàn với nhau. Con có nhớ nội dung Báo Đen là gì không? Dạ, là cái Wakanda đó cô. Ý là câu hỏi là trong bữa đó là con có nhớ nội dung không? Có cô, thần tí nhớ đúng không? Thần tí, thần tí, tại vì hai đứa có cùng một cái đam mê là về phim ảnh, cho nên là nói cái chủ đề đa số chủ yếu là chủ đề về phim, về điện ảnh. Mình nói về cái cảm giác của anh về cái phim này phim kia, nếu là anh sẽ vậy, anh sẽ diễn vậy, diễn kia, diễn nọ, anh sẽ cảm nhận như cái kết nó vậy thì sẽ thế nào. Thì Trinh thì nó em có cái cảm giác là em là một cái người diễn viên, em thấy anh diễn tả cái cảm giác là anh, em cũng hình dung được là cái góc má anh muốn nó như thế nào. Có nghĩa là cái báo nói với nhau đó vậy, là hai đứa ngồi coi phim và nói với nhau về học thuật đúng không? Dạ đúng. Bỏ qua. Còn tiếp theo vô thẳng vấn đề là câu hỏi đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên luôn đúng không? Nụ hôn đầu tiên mà Bình trước của em á. Đêm sinh nhật luôn. Đêm sinh nhật.
Đến là sau đêm đi, sau cái buổi ngay đêm gặp đầu tiên luôn cô ơi. Ngay đêm đầu tiên. Đâu, đâu, nãy con nghi, em nghi em, rồi. Nãy em hỏi này nó chối. Con đó hỏi con được không đầu tiên. Bởi vậy đầu tiên là ngay đêm đó luôn. Nghĩ hồi nãy giờ kể giận dấu nha, 3 ngày sau im lặng, 2-3 ngày sau im lặng. Phải, tại vì anh không có hỏi chính xác cái câu mà hôm đầu tiên cho nó. Anh nãy em hỏi là nụ hôn đầu tiên xảy ra trong hoàn cảnh nào. Dạ, là đó đêm đó luôn. Những cái chuyện gì đã em hỏi anh Trinh nha. Trinh là nó có sao như vậy người ơi đó. Bình là Trinh kể anh đi mọi người nghe Trinh. Mà là gì nè cô, con là tại con. Tại chủ con hả? Em chủ động chứ. À, đúng là mình có tuổi rồi. Anh cũng vậy không à. Chính vì cái lớn tuổi đó cho nên là anh nói đúng. Đúng. Em phải tìm được một người thật sự hợp với em. À. Không thể nào mà cứ tốn nhiều thời gian được cô. Chính xác. Thời gian càng trôi đi thanh xuân mình càng mất thời gian đúng không cô? Thời gian là vàng ngọc. Đúng. Đó. Vô là mình phải test liền. Coi cái người này nó hợp trước hợp hay không. Bắt đầu là cũng hơi xỉn rồi thì con cũng có xỉn đâu thì con đâu có uống nhiều em không uống nhiều được, em là uống cái đỏ huyết à, mà đỏ lên cái bắt đầu cái mình buồn ngủ, mà mình muốn tìm hiểu người đó thì mình chả vô xỉn, bắt đầu đỡ là pha nước này là cho con uống để giải tỉnh anh, xong cái đang nằm như là cái dựa vô cái ghế đâu. Dạ cái ghế, cái ghế salon. Nằm nằm đi lại ghế salon. Dạ ghế salon. Thấy không, ông đưa ly nước cái uống chút xúc để ra cái đàn. Dạ bộ con té một cái ông đỡ rồi thôi rồi ôm luôn rồi cái hôn thử coi sao. Tại vì mình phải hôn, mình chạm vô cái môi để mình biết được là cái tần số có đúng điện hay không. Đó, cái điện đó nó có đúng âm dương hay không. Cái nụ hôn đó nó phải ấn tượng lắm đó nha. Đúng điện dương liền anh. Dương luôn hả con? Dương luôn. Dính luôn. Vậy mà mình dở thiệt á, 3 hôm sau mới gặp lại. Ta không vậy rồi là qua ngày hôm sau là tấp liền. Nhiều khi chờ tới 3 hôm sau lại nhờ ông anh. Lúc đó là em nghĩ sao em mai sao? Mối rồi đi chơi rồi nữa rồi bắt đầu mới ấy. Thật sự nói vậy nè. Tại vì lúc đó mình cũng nghĩ là bây giờ mà có tới thì nhiều khi cái công việc của nhau cũng chưa có giống nhau. Dù như Trinh đã có công việc rõ ràng rồi, lúc đó mình còn vẫn đang tìm cái công việc của mình cho nó cụ thể để mình gây dựng cái công việc của mình. Giờ nếu như vô mình quen nhau chắc gì mình đã lo được hết cho nhau đâu. Cho nên là con thì con rõ ràng suy nghĩ kiểu như ok, mình phải làm một cái gì đó trước, mình phải có vị trí của mình trước thì mình bắt đầu mình mới đi chinh phục. Anh hiểu. Bạn này là cẩn thận. Chứ mình không là có cái thời điểm đó phải công tâm mà nói là cái nem của em là không bằng Trinh. Đúng. Trinh nó vẫn bậc hơn thì bạn này là đàn ông thì cái tâm lý phải rụt rè tí xíu. Đúng. Là hợp lý. Mình phải có một cái gì cho bản thân mình trước, kể cả tuổi đời, kinh nghiệm, kinh tế, tất cả mọi thứ, công việc này kia nọ, anh em mình phải có thì mình mới đầu mình mới đi chinh phục. Còn nếu như mình chưa có mà mình đi chinh phục sớm quá, thứ nhất mình chưa có cái trải nghiệm về cái cuộc sống, về kinh nghiệm về mọi thứ thì mình cũng chỉ là mình đang với theo người ta thôi. Mấy bạn chính thức yêu nhau từ khi nào? Từ cái đợt Tết anh ha. Tại vì lúc đó là xong là bắt đầu tới giai đoạn là Trinh về quê ăn Tết. Về quê ăn Tết thì lúc đó hai đứa cũng phải nhắn tin nói chuyện thôi. Qua lại. Thì cái ngày mà nhắn tin nói chuyện nhau mà lúc đó yêu quá rồi, nhớ luôn quá trời rồi, mà cách bởi cái Tết cho nên là ngay cái đêm giao thừa hình như là Trinh diễn xong đó, là Trinh chạy ngang Vĩnh Long mà đón con. Đón Vĩnh Long xong rồi lên Sài Gòn là bắt đầu hai đứa có thời gian bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Bình à, lần đầu tiên mà kỳ quá à. Có hỏi anh Bình đi anh, không, anh hỏi Bình trước em. Đi. Trả lời. Mắc cỡ. Bình nó trả lời. Trả lời biết con. Mà Bình không bao giờ nó trả lời. Nó sẽ đi rà rà đâu, ngoại thành, nó đúng qua rồi. Củ Chi, nó qua ăn xương, nó đi tùm lum hồi cái nó. Đúng rồi, trong kịch mà nó là bị giao đãi nhiều quá. Giao đãi đó. Giống như là anh tưởng tượng như là cái kiếm rèn ra là cái chui này chỉ để là thích hợp với nhau về cái tất cả mọi thứ. Gà vô là thành một cây bảo kiếm, vô khớp liền. Dạ, đi khai phá thiên hạ liền. Con á thì mình cũng phải nói rõ là bây giờ anh khám sức khỏe này nọ đi để em coi là sức khỏe anh nó có gì hay không. Em cũng vậy, để mà khi mà cả hai mà có quan hệ với nhau á thì mình cũng yên tâm là cái người này cũng không có bệnh hoạn gì. Cái vấn đề rất là quan trọng đối với con á, sau này mà con gái con lớn lên con cũng nói rõ, con dạy cho nó luôn là mẹ bây giờ thì người lớn bây giờ thời buổi thế kỷ 21 rồi, không có cấm cản được cái vấn đề đó. Bây giờ mẹ cấm con muốn đi bậy bạ cũng vậy à. Nhưng mà con làm gì con phải nhớ, thứ nhất là con bảo vệ bản thân con để con không có bị bệnh bậy bạ. Thứ hai là phải bảo vệ để mình không có thai ngoài ý muốn. Để mà con không có phải mà rơi vào tình cảnh mà có con mà mình lại không có được người đàn ông bên cạnh, nó khổ lắm. Mẹ đã từng trải qua rồi, mẹ biết điều đó. Đó chính vì vậy mà hai chồng quan hệ rồi xong cảm thấy trời ơi, thăng hoa bắt bông. Hoa bung hợp. Ok, mình quyết định mình quen nhau. Chứ bây giờ lớn rồi, lớn hết trơn rồi, trên 18 tuổi hết trơn, giống còn nít nữa. Dạ. E dèn chi nữa đúng dạ. không? Dạ, hợp. Ok, mình bắt đầu mình lúc đó là tiến tới mối quan hệ lâu dài. Dọn về sống chung với nhau luôn. Lúc đó chưa nữa cô. Cũng khoảng
ổng là lúc đó là ổng ở trên Tân Bình, còn con là Bình Thạnh, mà chạy mỗi lần chạy lên chạy xuống vậy rất là xa, tầm khoảng 30 phút nếu mà được buổi tối, còn mà buổi sáng kẹt xe là 45 một tiếng. Mà con thì cũng đi phim, mà lúc đó Bình cũng đi phim, cũng đi diễn kịch này nọ, thì thời gian mà gặp nhau rất là ít. Nên mà con ở với mình với bé Nghe, thì bé Nghe thì nó đi học suốt ngày rồi, cái hôm nào mà được rảnh cái gặp nhau có cái chéo à. Nói thôi đi anh ơi, bây giờ anh dọn qua ở chung với em đi. Thứ nhất là để mình có thời gian mình gặp nhau nhiều nè. Thứ hai là có gì không có ai nhà thì cũng có anh trông coi nhà cửa phụ em, chứ giờ đằng nhà đằng bạn gái không mà lỡ có chuyện gì nó mất công. Con cũng kêu không qua đó, nở lời với ổng, ừ thôi để anh con sắp xếp. Rồi cũng khoảng nửa tháng sau ổng mới dọn qua ở chung với con. À, Bình với là Trinh cưới nhau được lâu chưa ta? Dạ cũng gần một năm rồi đó anh. Rồi yêu nhau được bao lâu thì cưới? Dạ lâu quá con. Bao lâu? 2018. Lâu quá con. Bắt đầu 2018 năm con mới lấy nhau. Dạ. Như vậy là có tới khoảng 6 năm để mà bên cạnh nhau rồi. Dạ rồi, dạ, dạ đúng rồi. 6 năm bên cạnh nhau rồi. Thì là cái lúc mà hai đứa dọn về sống chung với nhau là năm thứ mấy? Dạ năm đầu luôn. Năm. Dạ năm đầu. Năm đầu quen nhau luôn, 2018 luôn. Mình cứ cho là 5 năm đi. Dạ. 5 năm mình ở chung với nhau rồi. Thế thì những cái ngày đầu mà dọn về sống chung với nhau đó, dạ, thì những cái cá tính nè, hay là những cái tật xấu nè mà lúc yêu không cái này con sợ nghe. Yêu mình không thấy thì cái lúc dọn về rồi tụi con thấy làm sao? Đối phương của mình có những cái gì mà mình bị mất hồn á, lúc sao lúc yêu không thấy vậy? Có bị quản đối phương của mình không? Thật ra để mà nói thì đúng thì trong mắt người mình yêu thì tất nhiên sẽ không xấu. Nhưng mà đối với mình thì lúc đó người đó chưa hoàn thiện. Thì Trinh lúc đầu mình yêu thì thấy mọi thứ nó ngọt ngào lắm. Xong rồi khi mà đụng chuyện thì bắt đầu thấy ủa sao mất gì mà bả nóng tính như trời. Bả đàn bà mà bả nóng như trời, mình đàn ông mình không nóng tới vậy mà bả nóng như trời. Mà bả nóng ngoài đường rồi xong rồi bả nóng trong nhà nữa. Con thì con bị cái ok, có thể là ngoài đường con nóng nhưng mà trong nhà con không nóng. Nhưng mà bả mất gì bả nóng ngoài đường, bả nóng trong nhà luôn. Đụng chuyện bả cứ hầm bả hằng học cái này kia nọ dưới ta. Xong rồi cái cũng nhiều lần xảy ra những cái vấn đề như vậy, xong cái cũng cự nữ cãi vã, xong rồi có nhiều lần cũng tính chia tay. Xong rồi cái mình nghĩ, cái con lại suy nghĩ bây giờ mình chia tay thì cái người này có một cái khuyết điểm này, thì bây giờ mình tìm người khác thì người khác sẽ lại có những cái khuyết điểm khác, vậy thì cái khuyết điểm này nó có quá lớn để mà mình chia tay không? Mình có khả năng mình sửa người này không? Và nếu như mình có khả năng mình sửa được người này thì thứ nhất là cái level về cái cách mình cư xử cũng hơn. Thứ hai là mình lèo lái được cái con người này thì tất nhiên thì trong cuộc sống thì sẽ phải có những cái vấn đề xảy ra thì con mới đầu thử. Thì mình yêu cho nên mình mới thử. Còn như tính con thì con hay bị kiểu như mình thấy bất cần lắm. Nhắm không được tính rồi là con bỏ luôn. Có nghĩa là đối với con tất cả mọi thứ trong cuộc sống này con đều có thể không cần. Hiện ra một cái tật xấu đầu tiên là nóng tính rồi. Nóng tính. Rồi cái còn cái nào nữa? Còn cái tính gì mà con phải nài nữa? Thì nói chung là Trinh chỉ bị cái nóng tính thôi. Nóng tính thôi. Bà sắp đặt lắm nha. Trời bà sắp đặt lắm. Kiểu như là có nghĩa là kể cả giống như cái lúc đầu là quá trình lái xe đi. Giống như lái xe là quá sao anh phải đi đường này. Sao anh không đi đường kia? Đó, thì sao em? Đường kia nó gần hơn đường này. Đường này đèn đỏ nhiều. Nguyễn Hình Chiểu đèn đỏ nhiều, anh đi đường Nguyễn Hình Chiểu chi, sao anh không đi đường đường khác? Đúng không? Giờ lỡ chạy đường này rồi. Mà tính con á thì đi đâu cũng được. Kể cả kẹt xe miễn tới thôi, không quan trọng. Đấy con, ví dụ như người ta hẹn 7 giờ. Hay xa, 6 giờ rưỡi mình đi. Hay gần, 6 giờ 40 mình đi. Còn bả tự lên trong đầu bả là sẽ đi đường nào, sẽ đi sao này kia nào, bao nhiêu ngã tư, bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ gì đó. 6 giờ 50 bả mới đi. Bả tính nghe bon, còn con ok chạy lộn ngã tư này hay chạy ngã tư khác. Nếu như lỡ rồi thôi quay đầu chạy lại, hút thì thôi quay đầu. Thì đối với con thì chả sao hết, chỉ cần tới là được. Còn bả thì sẽ cần là phải đúng cái đường này thì nó mới tới được cái giai đoạn đỡ kẹt xe hay là đỡ trễ giờ đó này kia nọ. Bắt đầu cái mình bị áp lực. Cái này không phải tính xấu đúng không? Không phải tính xấu. Này không phải tính xấu mà cái này là giống như là một cái sự ra cái lập trình trước. Đúng cái, rồi. Cho cái công việc của mình như vậy là tốt mà, đó là ok á. Đúng. Con người có kế hoạch. Có kế hoạch là có kế hoạch. Bản thân giống như chị em mình đi, thí dụ ngày mai đi quay là mình đã tính sẵn trong đầu đồ đạc của mình sao sao là mình phải tính đâu vô đó hết. Rồi mình đi quay, thậm chí đi quay đường nào cũng là hợp lý luôn mà. Đó, đừng đi nước bước đúng đó. Rồi. Con đường nào để mà nhanh nhất có thể. Mà em bị sắp đặt trong những chuyện nhỏ luôn anh. Tại đó là quá đáng. Dạ. Thí dụ như em làm như vậy mà lỡ người ta làm sai ý của em á, em có khó chịu, em có rầy, em có chửi này nọ. Anh kể đi anh. Tất nhiên là có rồi. không có thì nó đâu có là cái vấn đề để nói đâu anh. Hiểu như là ủa anh ơi tại sao cái này để đây vậy, sao kia đó.
Thì giống như kể cả cái việc như em nói, nhiều khi uống cái ly đi rồi cái mình chạy ra mình lấy hàng hay gì để cái ly đó lên bàn, xong rồi cái quên nó chạy lên, cái chạy lên lầu, lên lầu cái đầu cái lên đi tắm luôn, cái đầu cái ở dưới này anh ơi sao cái này cái ly gì đây đây, rồi sao để đây đây, rồi uống xong chưa, rồi cái là cái lầu anh phải xuống anh dẹp. Nó có những cái vấn đề nó bị quá nhỏ đi, thay vì ví dụ như như con vừa hay gì theo thấy đi anh bạn, ok không ai uống nữa mình dẹp, thì bà sẽ hỏi tới là tại sao cái vấn đề cái ly này, rồi có nhiều lần như là lạc cái này lạc cái kia, là cái phải anh mở camera lên, trích xuất camera cho em coi cái dao tại sao nó mất rồi, bây giờ tại sao mất cái dao, nhà có chút xíu mà tại sao bây giờ về Bình nó con còn muốn Trinh thay đổi điều gì để mà Trinh trở thành hoàn hảo hơn? Dạ không, con chả bao giờ con muốn vợ mình phải hoàn hảo không phải gì hết, chỉ cần là ý là bây giờ con muốn Trinh thay đổi một điều gì nữa thì có thể là hoàn hảo hơn hoặc có thể là sẽ tốt hơn cho Trinh, ví dụ vậy. Giống như cái nóng tính nó cần phải bớt lại, tiết chế lại đúng không? Hiện giờ con thấy là gia đình con đã rất là ok rồi, con thấy con hài lòng về mọi thứ. Là không cho nên cần phải thay đổi. Dạ, con cũng chả cần phải thay đổi. Sợ gì lắm rồi con. Em cảm nhận hai bạn này có cảm giác như là hai bạn tự dung hòa cho nhau á. Thật sự. Ví dụ như bạn này thấy cảm giác tự cảm thấy mình làm cái này mình lốt, cái mình tự thiết chế lại. Bình cũng vậy. Yeah. Thật sự tụi con quá trình tụi con quen nhau á là một cái quá trình mà mình tự đi lên nhiều lắm con. Giống như hai đứa, trong hai đứa là đứa nào cũng có cái nhu cầu hoàn hảo cho bản thân. Mà tự giống như con thấy à, vợ con giỏi cái này, con sẽ gán con học theo cái tính giỏi đó của vợ con, theo tính ngăn nắp. Ví dụ như vợ con blend cái này, con cũng gán con học. Ví dụ như mình không học được 10, mình cũng học được 4. Vậy giờ mình còn cái, mình có cái tật xấu gì mà con muốn mình thay đổi không? Tật xấu của ổng hả cô? Là hay quên. Ổng ngày xưa lúc mà con quen là nó anh não cá vàng quá, quên dữ lắm cô ơi. Ngay cả bây giờ đi đường con cũng phải chỉ đường mà không nhớ đường đi gì hết trơn á. Có thể giờ mình không chú tâm á. Em không quan tâm tới đường xá dạ, cũng như trong đầu sẽ nghĩ những cái thứ khác. Mình đi lạc làm sao em? Em giống như là những cái tuyến đường chính mình biết rồi. Là em đã định hình định hình, ví dụ như mình có lố qua cái khỏi tuyến đường chính đó, ok lỡ lố rồi lo suy nghĩ cái vấn đề khác thì mình đi lại. Rồi giờ mới có một cái tật xấu là hay quên thôi, còn cái tật xấu gì còn nữa? Còn gì nữa? Dạ, một xấu nữa là mỗi lần mà có bạn bè đông quá là ta nói vô cuộc vui đó là quên hết mọi thứ luôn. Dạ. Vui đó, ham vui. Ham vui đó. Đúng rồi. Đó rồi cái thứ ba nữa là tham chơi được chơi. À thích nhiều chơi khi á hả sữa cô độ xe độ tàu rồi nào tới 1-2 giờ sáng con nằm trên đây nhắn tin anh ơi lên ngủ đi, em phải có anh ơi mới ngủ được mới lên. Chiếc xe đồ chơi để mình chơi. Dạ đó, xe đồ chơi mà ngày xưa á là ổng chơi đồ chơi tới giờ vẫn giữ từ lúc nhỏ luôn anh. Cái đó là sở thích. Dạ. Đó là mê. Mê sở thích. Cái đó cũng không phải tật xấu đâu. Không phải là tật xấu. Một cá tính. Một nhưng mà thí dụ như 1-2 giờ khuya thì cũng kiểu như bị mê vậy đó anh. Con có mong Bình thay đổi điều gì không? Sửa đồ chơi đâu. Không, những cái tật xấu của Bình á thì nó không phải là xấu mà giống như là không thay đổi được. Giờ người ta bị não các bạn hay quên rồi, ví dụ cái hôm qua ăn cái gì hay để đồ đâu ông không nhớ, ông chỉ nhớ những cái mà gọi là ông muốn nhớ thôi. Có những cái vấn đề trọng. Dạ những cái vấn đề nó xa 80 năm trước ổng có nhớ ở mặc đồ gì sao, rồi cái chỗ đó ngồi đâu, bộ đồ đầu tiên con mặc gặp nhau mặc đồ gì ổng không nhớ, con không nhớ. Nhưng mà những cái mà cần thiết ổng nhớ thì ổng quên. Cho nên thôi cũng giống như cô nói là bù trừ cho nhau đó. Bù trừ đó. Dạ. Coi như không cần thay đổi gì. Nói chứ nhìn hai đứa thấy hạnh phúc lắm á. Chương trình nó chỉ mong muốn là tụi con sẽ hạnh phúc như thế này mãi nè. Dạ, con cảm ơn cô. Em bé sanh ra coi như mẹ tròn con vuông nè, con chóng lớn nè. Rồi nó sẽ là một cái gọi là thiên thần xuất hiện trong gia đình để mà gọi là một chất keo kết gọi dính là kết dính hai đứa càng ngày dính lại với nhau. Dạ con cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Cái suy nghĩ của Bình là trên dày cứ cái đà này mà cứ phát triển và ngày càng gắn kết nhiều hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa là ok. Dạ cảm ơn anh Tuy.